Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 23 tháng 7, đoàn tặng quà của tỉnh do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Sông Công. Cùng đi có lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Về phía thành phố Sông Công có đồng chí Hoàng Thái Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống là mẹ Phạm Thị Nhì ở xóm Bá Vân 4 xã Bình Sơn, mẹ Dương Thị Năng ở tổ dân phố Vinh Quang 1 phường Châu Sơn và ông Chu Đức Tiên, bệnh binh 94% tại xóm La Giang xã Bá Xuyên. Tại mỗi gia đình, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các mẹ và gia đình có công về sự hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, mong muốn các mẹ, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách luôn gương mẫu, phát huy truyền thống yêu nước, động viên con cháu và những người xung quanh thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công.